Rồi tiếp tục, hôm nay em sẽ lên một cây siêu phẩm ha, cực kỳ nhỏ gọn luôn, thương hiệu của Komatsu Genos G2500 AZ, được sản xuất tại Nhật ha. Dòng này là cả bộ làm xích chỉ 2,6 kg thôi nha. Đó, quá vip, ngoại hình là đẹp 90% dùm em. Đó, tem mát, mã số series còn đầy đủ ha. G2500 Made in Japan. Rồi, 2,6 kg, công suất là 25cc, có trợ lực dùm em, bơm xăng phụ nè, e gió tự động luôn ha. Dòng này bóp cò tự xả. Đó, nó chạy chế quanh rồ nha, bao tiết kiệm xăng cho mấy anh. Đặc biệt là dòng này là thả nhẹ một phát là nổ luôn, có trợ lực nè, rất là nhẹ ha. Máy móc bao riêng 100%. Quá đẹp luôn, ngoại hình 90% ha. Rồi đặc biệt là nó chạy cái lam đầu nhọn Latin ha, lam trượt luôn. Ở giữa nó có tản nhiệt nè. Lam này dài 30cm. Đó, cái lam này bán rời cũng phải vài trăm nghìn nha mấy anh. Rất là vip cho cái lam này. Đó, cái lam này mà cho mấy anh nào mà điêu khắc một cái là khỏi suy nghĩ luôn, cực kỳ hợp lý ha. Nhỏ gọn này, tỉa cành nè, xài gia đình ha. Đó, điêu khắc này kia, green hết. Đi kèm theo máy sẽ có một bộ phụ kiện 3 món ha. Anh nào muốn đặt hàng thì nhắn tin trực tiếp cho em. Đó, vừa nhỏ gọn vừa đẹp nữa. Đó, cái lam rất là vip. Rồi, anh nào muốn đặt hàng thì nhắn tin, em đang ở Tân Châu, An Giang. Rồi, em cảm ơn ha.